cái thực tế đúng là sẽ không có ai trên đời này yêu một đứa con hơn là người mẹ yêu đứa con đó cả và bản thân chung ngay khi mà chung viết ra cái câu đó chung cũng đắn đo giữa hai chữ là chữ như hay là chữ hơn sẽ có một người yêu con như mẹ yêu hay là sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu thật ra ngay cả chữ như hay là chữ hơn nó cũng không đúng nữa yêu như mẹ là đã khó xảy ra rồi đừng nói chi hơn nhưng mà mình muốn dùng chữ hơn để mình phóng đại nó lên bởi vì sau cùng đó là lời của người mẹ nói cho con mình Bởi vì tình yêu của người mẹ rất lớn Và thậm chí khi mình là người cha rồi Mình làm cha rồi Mình đọc lại câu đó Mình cũng bất giác mình thấy Ồ con nói đúng quá Là tại vì mình yêu con mình lắm Mình yêu con mình đến mức mà Mình mong là sau này khi mình mất đi Sẽ có một người yêu nó còn hơn cả mình Chăm nó còn hơn cả mình chăm